Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ ba, ngày 20 tháng 8 năm 2019, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Quảng Bình tích cực chỉnh trang cáp thông tin. Minh Hòa sẵn sàng bước vào năm học mới. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 20 tháng 8, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ban và văn phòng Tỉnh ủy, đại diện thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, chỉ thị 05 CTTU ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị đã cụ thể hóa chủ trương Đại hội lần thứ 12 của Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội địa phương đơn vị, nhằm góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 thể hiện rõ quyết tâm của Đảng về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện từ diễn biến từ chuyển hóa trong nội bộ, đã đề ra 4 nhóm giải pháp. Trong đó, một trong những giải pháp quan trọng về công tác chính trị tư tưởng từ phê bình và phê bình là thực hiện nghiêm túc có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị. Qua 3 năm triển khai thực hiện chỉ thị 05 CTTU đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ cả cấp. Việc thực hiện chỉ thị 05 đã dần trở thành nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị, mỗi cán bộ đảng viên và nhiều tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện. Việc học tập các chuyên đề về tư tưởng đạo đức phong cách của Bác được đưa vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ đảng viên và trong mỗi tổ chức. Cấp ủy các cấp đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị với các nội dung cụ thể. Do đó, nhiều vấn đề bức xúc nổi cộm được cấp ủy chính quyền tập trung giải quyết triệt để. Nhiều địa phương đơn vị chọn khâu đột phá là tập trung quyết liệt đổi mới cách thức lãnh đạo điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu lực hiệu quả. Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về những mô hình mới, cách làm hay, những tập thể cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chỉ thị 05, ban hành nhiều kế hoạch hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tuyên truyền trên báo chí. Từ đó đã tạo ra sự vào cuộc tích cực của các cơ quan trung ương, các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương trong tuyên truyền gương người tốt việc tốt, tuyên truyền mặt tích cực, góp phần quan trọng trong việc nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến, làm cho việc thực hiện chỉ thị 05 ngày càng đi vào chiều sâu, có kết quả thực chất. Công tác phát hiện tuyên truyền gương người tốt việc tốt được cấp ủy quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh. Nhiều cấp ủy đã tăng cường kiểm tra giám sát, đôn đốc nhắc nhở việc thực hiện chỉ thị 05, phát huy nhân rộng các mô hình hiệu quả, xây dựng mô hình mới, khuyến khích cách làm sáng tạo để tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong quần chúng nhân dân. Tại hội nghị, các địa phương đơn vị đã tập trung phân tích những kết quả đạt được, các mô hình cách làm sáng tạo, những bài học kinh nghiệm qua 3 năm thực hiện chỉ thị, đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Hới khóa 21, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa tổ chức kỳ họp thứ 11, kỳ họp bất thường để thông qua chủ trương hợp nhất các đơn vị hành chính cấp xã. Tại kỳ họp, đại biểu đã được nghe phương án số 387
ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Đồng Hới, báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của Hội đồng nhân dân phường Đồng Mỹ và phường Hải Đình về chủ trương hợp nhất phường, báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố về các văn bản và dự thảo nghị quyết về việc tán thành chủ trương hợp nhất phường Đồng Mỹ với phường Hải Đình thành đơn vị hành chính có tên gọi mới là phường Đông Hải. Các đại biểu đã thảo luận đề xuất một số giải pháp nhằm giúp phường mới sau khi sáp nhập ổn định về an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội. 100% đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết về chủ trương hợp nhất phường Đông Mỹ với phường Hải Đình thành đơn vị hành chính có tên gọi mới là phường Đông Hải. Thực hiện kế hoạch chỉnh trang cáp thông tin trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, các đơn vị doanh nghiệp đã tăng cường chỉnh trang, hoàn thành 116 tuyến đường với chiều dài trên 139 km. Trong đó, Viettel Quảng Bình 102 tuyến, Viễn thông Quảng Bình 6 tuyến, truyền hình cáp SCTV Quảng Bình 5 tuyến, công ty điện lực Quảng Bình 3 tuyến, chi nhánh FPT Quảng Bình thực hiện thu hồi cáp trục, cáp thuê bao không sử dụng tại 30 tuyến đường trên địa bàn thành phố Đồng Hới và thị trấn Quán Hào. Viettel Quảng Bình cũng đã triển khai thi công xây dựng công trình ngầm tuyến phía Nam đường Trần Hưng Đạo. Các tuyến cáp thực hiện chỉnh trang cơ bản, đáp ứng yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh. Các đơn vị đã lắp đặt cáp chịu tải, kéo căng và bỏ gòn cáp. Tiếp tục thực hiện công tác chỉnh trang cáp thông tin, tỉnh Quảng Bình tiếp tục chỉ đạo triển khai hoàn chỉnh các tuyến cáp trên địa bàn thành phố Đồng Hới, đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân về kế hoạch thực hiện chỉnh trang cáp thông tin, tạo sự đồng thuận, hỗ trợ, phối hợp của người dân trong việc thu hồi cáp thuê bao không còn sử dụng. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu các doanh nghiệp triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện chỉnh trang các tuyến đường đã đăng ký, đồng thời thu hồi cáp trục, cáp thuê bao, hộp chia cáp thông tin của đơn vị không còn sử dụng. Các đơn vị doanh nghiệp cần chủ trọng phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch. Để từng bước tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm, huyện Quảng Trạch đã và đang tập trung chỉ đạo các địa phương tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm. Theo đó, thời gian qua, huyện Quảng Trạch đã tập trung chỉ đạo các địa phương hoàn thành công tác zone đi đổi thửa, xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện thế mạnh của từng địa phương, chủ trọng chuyển đổi các diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả, diện tích đất có khả năng bị hạn cao sang trồng các loại cây trồng phù hợp, khuyến khích người dân mạnh dạn phát triển sản xuất, có các chính sách hỗ trợ triển khai các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp chất lượng cao gắn với chế biến, thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, toàn huyện đã triển khai thực hiện được 13 mô hình phát triển sản xuất ứng dụng công nghệ cao. Các mô hình đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân, góp phần phát triển ngành nông nghiệp của huyện theo hướng bền vững. Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Phong trào đã thu hút đông đảo các cán bộ, hội viên nông dân tham gia, góp phần thúc đẩy kinh tế của địa phương phát triển. Hàng năm toàn tỉnh có trên 70.000 hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cả cấp. Nhiều hội viên hội nông dân đã đầu tư từ vài trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng để xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động với mức thu nhập khá. Thông qua phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã phát huy tinh thần tự chủ của nông dân, khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tiềm năng thế mạnh của địa phương, góp phần giúp nông dân làm giàu và giảm nghèo bền vững. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, ngoài bộ tiêu chí quốc gia, xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy đã và đang thực hiện đồng bộ tiêu chí thứ 20 với 4 nội dung, gồm xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, hợp tác xã nông nghiệp kiểu mẫu, đoạn đường kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu. Trong đó, việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu sẽ tạo nền tảng quan trọng để hướng tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2018, xã Mai Thủy đã chọn thôn Xuân Mai để làm điểm xây dựng khu dân cư kiểu mẫu theo khung tiêu chí đã được huyện Lệ Thủy ban hành, gồm nhà ở và công trình phụ trợ, vườn hồ và công trình chăn nuôi, hàng rào, đường giao thông, nhà văn hóa thôn, hệ thống điện, văn hóa, chính sách xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế, vệ sinh môi trường, hệ thống chính trị và quốc phòng an ninh, chấp hành những hương ước quy ước tại địa phương. Sau 2 năm triển khai thực hiện, đến nay, thôn Xuân Lai đã hoàn thành các tiêu chí và đang đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy công nhận khu dân cư kiểu mẫu. Tại xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, cũng đang từng bước tập trung thực hiện 19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia, đồng thời củng cố vững chắc các tiêu chí đã đạt, phấn đấu cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2020. Hiện nay, xã Quảng Lộc đạt 16 trên 19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Để tạo thuận lợi trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới, Ủy ban nhân dân xã Quảng Lộc đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện 3 tiêu chí chưa đạt, đó là
giao thông, trường học và cơ sở vật chất văn hóa. Qua đó, Ủy ban nhân dân xã đã tiến hành xây dựng nâng cấp trường tiểu học Cồn Sẻ, bê tông hóa đường giao thông đoạn từ trụ sở Ủy ban nhân dân xã đến cầu Chờ Ngang, nâng cấp nhà văn hóa thôn Vĩnh Phước Tây, bê tông hóa canh mương Vĩnh Phước Tây, xây dựng nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn Vĩnh Lộc, sân trường mầm non trung tâm, đường cấp phối tại thôn Phủ Trịch với tổng trị giá trên 5 tỷ đồng. Năm 2019, xã tiếp tục đẩy mạnh xây dựng 3 tiêu chí còn lại và hoàn thiện những tiêu chí đã đạt nhưng chưa bền vững. Với sự nỗ lực khẩn trương của các cấp chính quyền và nhân dân, xã Quảng Lộc phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu và sớm về đích nông thôn mới vào cuối năm 2020 theo đúng lộ trình. Qua 20 năm triển khai chiến dịch hè tình nguyện, Tuổi Trẻ Quảng Bình đã thực hiện nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, thành thị, nâng cao đời sống kinh tế xã hội, văn hóa của nhiều địa phương trong tỉnh. 20 năm qua, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã thực hiện 8.700 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng, vận động và xây dựng được 845 ngôi nhà tình nghĩa, nhà nhân ái, trị giá 26 tỷ đồng, giúp sửa chữa 18.000 căn nhà tạm, nhà bị dột nát cho người nghèo, tổ chức thăm hỏi và tặng 3.700 suất quà, sửa chữa chỉnh trang 104 km đường giao thông liên thôn, làm sạch 405 km đường làng ngõ xóm, tiến hành làm vệ sinh môi trường, thu gom hàng trăm tấn rác thải. Đã có 35.000 lượt đoàn viên thanh niên đăng ký hiến máu, thu được trên 22.000 đơn vị máu, khám và phát thuốc miễn phí cho bà con vùng ven biển, đồng bào dân tộc và vùng tôn giáo tại các huyện Lệ Thủy, Tuyên Hóa, Minh Hóa, Quảng Ninh, thị xã Ba Đồn, Quảng Trạch cho 550.000 lượt người dân với tổng trị giá trên 2,5 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho năm học 2019-2020, đến thời điểm này, các trường học trên địa bàn huyện Minh Hóa cơ bản đã ổn định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực, sẵn sàng bước vào năm học mới với những kỳ vọng mới. Năm học 2019-2020 này, huyện Minh Hóa có 51 đơn vị trường học, giảm 2 trường so với năm học 2018-2019, giao hợp nhất và sáp nhập 2 trường tiểu học. Toàn huyện dự kiến có trên 13.250 học sinh ở 3 cấp học với 615 lớp. Để chuẩn bị tốt nhất cơ sở vật chất phục vụ cho năm học mới, ngành giáo dục và đào tạo huyện đã ra soát lại hệ thống trường lớp học đã xuống cấp, cần sửa chữa hoặc đầu tư mới, đồng thời kiểm tra các trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, đáp ứng nhu cầu cần thiết cho năm học. Những ngày này, không khí chuẩn bị năm học mới đang diễn ra khẩn trương ở các trường học trên địa bàn huyện. Tập thể sư phạm đã đoàn một lòng đoàn kết và đã khắc phục được những cái khó khăn. Hiện tại, nhà trường đã chuẩn bị để cơ bản để bước vào năm đón năm học mới và khai giảng đúng theo lịch quy định. Ngoài công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, ngành giáo dục và đào tạo huyện Minh Hóa còn tập trung triển khai công tác bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho tất cả giáo viên ở các cấp học theo nội dung chỉ đạo của ngành. Qua đó, giúp cho đội ngũ cán bộ giáo viên tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm, đồng thời phối hợp với phòng nội vụ, tham mưu ra soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ giáo viên phù hợp với năng lực công tác, hợp lý về cơ cấu bộ môn. Đến thời điểm này thì cơ bản qua đi kiểm tra thực tế thì chúng tôi thấy là các trường đã vào cuộc làm công tác vệ sinh, rồi là chuẩn bị mua sắm cơ sở vật chất để phục vụ cho năm học mới. Và đối trên địa bàn huyện thì chắc chắn sẽ là tất cả các trường sẽ là tổ chức khai giảng theo đúng kế hoạch. Với sự chủ động tích cực, tin tưởng rằng ngành giáo dục đào tạo Minh Hóa sẽ gặt hái được nhiều thành công trong năm học mới 2019-2020. Dù ai đi đông về Tây, mùng 2 tháng 9 cũng mong về nhà xem hồi quê ta, dưới sông bơi trải, nhà nhà cờ bay. Lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang và sông Nhật Lệ từ lâu đời đã trở thành ngày hội lớn của cư dân vùng sông nước huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Vùng đất trù phú giàu truyền thống đã đi vào ca dao tục ngữ, nhất Đồng Nai, nhì hai huyền. Đây là một lễ hội mang bản sắc đặc trưng của cư dân vùng đất đồng chiêm trũng, giạt rào sông nước, hào sảng tinh thần thượng võ và lấp lánh tính nhân văn sâu sắc của dân tộc. Kể từ ngày cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, đất nước giành được độc lập, thì lễ hội truyền thống này còn mang thêm ý nghĩa cách mạng hào hùng là lễ hội bơi đua thuyền mừng Tết độc lập. Kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2019, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình sẽ thực hiện các chương trình truyền hình trực tiếp
lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ, huyện Quảng Ninh vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 1 tháng 9 năm 2019. Lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 2 tháng 9 năm 2019. Cả hai chương trình lễ hội đặc sắc hấp dẫn này sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh QBTV, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình và hòa sóng trực tiếp với các đài phát thanh truyền hình trong cả nước.